khoa học, không phải là nhãn năng, không phải cứu cánh viên mãn. Nếu như không có trí huệ, không có luân lý đạo đức, thì khoa học sẽ mang đến tai nạn cực lớn cho nhân loại, thậm chí là dẫn đến ngày tận thế. Người nước ngoài đến khi nào mới có thể nhìn thấy được điểm này? Nếu như nói là 10 năm, 20 năm, trong khoảng thời gian này họ không nhìn ra được, thì có thể thế giới sẽ đi đến hủy diệt rồi. Đến lúc đó có giác ngộ cũng không kịp. Phương Tây không phải không có người thông minh, có, nhưng số ít. Họ cũng đang cực lực kêu gọi. Điều này người bình thường nghe không vào được. Cái này trong Phật Pháp nó là cộng nghiệp của chúng sanh. Chúng ta không thể không biết. Chúng ta trong đời này có thể nói là vô cùng may mắn. Trong Phật Pháp nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được thân người, điều đáng quý nhất chính là nghe được Phật Pháp. Bạn thật sự nghe hiểu, thật sự nghe sáng tỏ y giáo tu hành, thì ít nhất cũng giải quyết được vấn đề của mình. Nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Làm sao có thể khế nhập? Nói thật ra khế nhập là gì? Làm thế nào bạn thật sự có thể nhận thức được Phật Pháp? Trước khi nhận thức được Phật Pháp, trước tiên bạn phải nhận thức được thật sự văn hóa truyền thống của chúng ta. Bạn mới có thể nhận thức được Phật Pháp. Vì sao vậy? Phật Pháp là được xây dựng, tỏa sáng trên cơ sở văn hóa của chúng ta. Văn hóa chúng ta là gì? Chính là đạo hiếu. Cho nên Phật giáo truyền đến đất nước chúng ta, lập tức được vua và dân của chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vì sao vậy? Là cùng trên một nền tảng với chúng ta. Văn hóa chúng ta là lấy đạo hiếu làm nền tảng. Phật Pháp cũng là lấy đạo hiếu làm nền tảng. Bạn xem câu đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ. Đây chính là văn hóa truyền thống của nước ta. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi Ngài diệt độ, thì học trò của Ngài đem Phật Pháp đi truyền bá khắp nơi. Chúng ta biết, có một số nơi chưa đến 100 năm là không còn nữa. Có một số nơi 200-300 năm thì không còn nữa. Có một số nơi được 600-700 năm thì biến mất. Chỉ có ở nước ta. Đến ngày nay là hơn 2.000 năm. Chân thật là một rễ nảy mầm, ra hoa kết quả ở nước ta. Thành tựu vượt hơn rất xa nơi bản địa Ấn Độ. Do nguyên nhân là gì? Người của chúng ta đề xướng đạo hiếu, truyền đi khắp nơi. Tại vì sao nó không thể bén rễ? Là không xem trọng đạo hiếu. Đạo lý lợi chỗ này. Nếu như chúng ta coi tâm hiếu, thật sự có thể hành hiếu đạo, bạn có thể thật sự nhận thức được văn hóa truyền thống. Nhận thức được văn hóa truyền thống, bạn mới có thể nhận thức được Phật Pháp. Cách nhận thức của chúng ta phải như thế nào? phải tin, phải hiểu, phải hành. Bạn mới thật sự nhận thức được. Thật hay cũng được, tôi nghe qua hiểu được một ít. Nếu bạn không làm, bạn không thể nếm được mùi vị của đạo. Bạn không thể nếm được hương vị của Pháp. Nhất định phải y giáo phụng hành. Học được một chữ là một chữ. Cuối năm thời Mãn Thanh, đầu năm Dân Quốc, tiên sinh Vương Phụng Nghi ở Đông Bắc, xuất thân từ nông dân, không được đi học. Sau này người ta xưng là người thiện. Sở trường của ông là gì? Không có. Chỉ là nghe được một chữ là học một chữ. Nghe thấy hiếu là về nhà hiếu thảo cha mẹ ngay. Nghe thấy trung, liền trung với chủ ngay. Ông là người làm đầy tớ. Đối với chủ của ông thật sự có thể tận trung. Nghe hiểu một chữ, ông liền học một chữ, là thật làm. Ông thành tựu. Ngày nay, tôi đã xem trong năm gần đây nhất, Trung Quốc có không ít diễn đàn nhà doanh nghiệp. Tôi xem thấy băng đĩa của họ. Những vị thầy này vô cùng hiếm có. Diễn giảng văn hóa truyền thống thật sự rất cảm động lòng người. Ở trong đây có một vị tiên sinh là Hồ Tiểu Lâm. Thời gian học tập không dài, đại khái mới 2 năm rưỡi. Thành tích rất tốt. Ông học như thế nào? Ông làm gần giống như Vương Phụng Nghi, là thật làm. Đem 113 việc, 1008 chữ của Đệ Tử Quy, thật sự làm nếm được, biến thành tư tưởng, kiến giải, hành vi, sinh hoạt của chính mình. Bản thân làm được rồi, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến công ty. Làm báo cáo trên diễn đàn, những điều ông nói ra là từ đích thân học tập mà. Thu hoạch được. Những lợi ích thu được từ học tập vô cùng cảm động lòng người. Tôi nghe xong, tôi nói với rất nhiều đồng tu. Những buổi giảng này, tôi đã nghe qua là 2 lần ở Thanh Đảo, 1 lần là ở Đường Sơn. Bảo Định nơi này vẫn chưa đến. Tôi nghe qua đĩa mấy lần, nghe nói còn có rất nhiều nơi muốn tổ chức, là việc tốt. Cách học như thế nào? Băng đĩa của mỗi vị thầy giảng ít nhất phải nghe 10 lần. Lúc nghe phải buông xả vạn duyên, dùng tâm thanh tịnh mà nghe, dùng tâm chân thành mà nghe. Bạn mới có thể nghe hiểu được. tâm tính nôn nóng, vậy thì không thu được lợi ích. Lúc tâm tính nôn nóng tốt nhất là đừng nghe. Lúc tâm thanh tịnh, hãy cố gắng mà nghe nó. Dần dần bạn sẽ hiểu rõ. Nó sẽ có lợi ích chân thật đối với việc cải tạo vận mệnh, hóa giải tai nạn, lánh giữ về lành. Mỗi vị thầy đều đáng được khen ngợi.